Xin chào các bạn. Trong cái video tiếp theo của ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn một cái trang web rất là hay, có thể giúp các bạn kiếm được rất nhiều tiền từ cái trang web này. Đấy là chúng ta chỉ việc là giới thiệu cái khóa học trên Hello Chào đến mọi người để chúng ta kiếm thêm các nguồn thu nhập hoa hồng từ cái trang web này. Đấy, một cái trang web rất là hay, ở trên chúng ta xem ở trên màn hình đây. Đấy. Đang có hiện tại thì đang có rất nhiều người theo học các cái khóa học ở trên cái trang web này. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể kiếm tiền được từ cái trang web này? Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền online tại nhà một cách miễn phí với cái trang web Hello Chào này. Thì nhằm mang đến cái lợi ích cho cái cộng đồng khi mà tham gia học tập trên cái mạng xã hội học thuật hellochao.vn, thì đồng thời có cái cơ hội để trở thành cái cộng tác viên khi tham gia cái mạng lưới cộng tác viên và nhận được những cái khoản hoa hồng hấp dẫn lên đến hàng triệu đồng trên tháng. Chỉ cần ngồi tại nhà và kết nối internet là bạn có thể kiếm được tiền trên cái trang web này rồi. Các bước tham gia làm cộng tác viên của cái trang web Hello Chào cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc đăng nhập vào Hello Chào hoặc là đăng nhập theo đường link mình để dưới cái phần mô tả của video. Đấy, ví dụ như chúng ta bấm vào cái đường link trong cái phần mô tả của video thì nó sẽ hiện lên như thế này. Đây, đăng ký học gồm hai bước đơn giản, tặng thêm 4 tháng khi thanh toán ngày hôm nay, hoặc bạn có thể đăng ký tài khoản mới tại Hello Chào bằng một trong các cách sau: đăng ký thông qua cái tài khoản Gmail hay là Google này, đăng ký thông qua tài khoản Yahoo hay đăng ký thông qua tài khoản Facebook, hoặc là tạo tài khoản mới. Thì chúng ta bấm vào chỗ tạo tài khoản mới ở đây. Đây, bấm vào họ tên này, địa chỉ mail của chúng ta là cái gì chúng ta ghi vào, mật khẩu là gì ghi vào, nhập lại mật khẩu mới rồi mã bảo mật ghi vào. Đấy, rồi sau đó là chúng ta bấm vào đăng ký ở đây là chúng ta sẽ có một cái tài khoản trên Hello Chào. Và sau khi có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ truy cập vào cái mục tiện ích tại cái thanh menu vào mục cái kiếm tiền để chúng ta đăng ký một cái tài khoản để kiếm tiền. Đấy, rất là đơn giản như thế thôi. Và cái cách để chúng ta kiếm tiền là chúng ta post các cái bài giới thiệu về cái chương trình học ở trên Hello Chào, có cái link cộng tác viên của chúng ta đấy vào các cái trang mạng xã hội hoặc là các cái diễn đàn để chúng ta quảng bá. Khi có người mua các cái khóa học đấy thì chúng ta sẽ được tiền. Đăng ký thành công rồi thì chúng ta vào phần tiện ích đây để chúng ta đăng ký kiếm tiền. Đấy, bởi vì tôi đã vào đây và tôi đã kiếm tiền rồi cho nên là tôi sẽ có cái bước hoàn thành rồi, là bạn đã tham gia rồi. Còn nếu các bạn chưa hoàn thành thì chúng ta sẽ có một cái bước nữa là đăng ký công tác viên ở chỗ này. Và đăng ký xong rồi thì chúng ta cũng bấm vào đây để chúng ta lấy thông tin đi chia sẻ thôi. Đây là cái thông tin chia sẻ của các bạn. Chúng ta hãy đăng post các cái link này lên các cái diễn đàn hay là các trang mạng xã hội để chúng ta kiếm tiền. Như thế là ok rồi. Hoa hồng công tác viên thì được hưởng theo cái mức doanh số như sau. Tức là đến 50 triệu đồng thì chúng ta sẽ hưởng 10%. Còn từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng thì chúng ta sẽ hưởng 15%. Và trên 100 triệu đồng thì chúng ta sẽ hưởng 20%. Đấy, đây là một cái chương trình cũng rất là hay, rất là hấp dẫn đối với mọi người. Chúng ta có thể tranh thủ cái thời gian rồi để chia sẻ cái khóa học này đến nhiều người. Và khi có người mua cái khóa học này thì chúng ta sẽ được phần trăm hoa hồng dựa theo cái cách mà chúng ta vừa mới tính. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào cái trang web này để giới thiệu cụ thể hơn cho mọi người cùng biết. Để chúng ta sẽ click vào đây để chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản bằng mail và mật khẩu của mình. Để sau khi đã đăng nhập vào tài khoản rồi, chúng ta sẽ bấm vào phần kiếm tiền ở đây, vào phần tiện ích này, sau đó bấm vào phần kiếm tiền này. Đây, chúng ta thấy là ở bên này có rất nhiều người đã nhận được tiền. Đặng Đình Hà này, 15 thành viên đang dẫn đầu. Đặng Đình Hà là 522 triệu 894 nghìn. Rồi bạn tên là Chào Chào này, 299 triệu này. Rồi bạn đây, cái tên là đây, 94 triệu này, từ 85 triệu này. Rồi rất nhiều người đang kiếm được tiền từ cái chương trình này. Cái ứng dụng để chúng ta chia sẻ là lớp học tiếng Anh giao tiếp 360 ở đây.
đăng ký xong thì các bạn mới vào đây để chúng ta đọc kỹ những cái quy định, cái thông tin được tính hoa hồng để chúng ta làm. Chúng ta kéo lên, chúng ta vào đây để chúng ta xem này, xem thông tin cộng tác viên và theo dõi các số liệu thống kê. Thì chúng ta bấm vào đây. Đây, cái nhiệm vụ của chúng ta này, hãy sử dụng cái link được tạo sẵn bên dưới để gửi cho bạn bè và người dùng bất kỳ. Chỉ khi người dùng click vào cái link này thì hoa hồng mới được tính cho bạn. Đây là cái link, chúng ta copy cái link này. Đây là cái thông tin cộng tác viên. Cái này là chúng ta phải nhập đầy đủ các cái thông tin rồi số tài khoản của chúng ta vào đây. Khi chúng ta có hoa hồng thì người ta sẽ gửi về tài khoản cho chúng ta. Một cái ứng dụng rất là hay, giúp cho nhiều người đã thay đổi được cái cuộc sống của mình và kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng này. Chúng ta hãy làm đều đều hàng ngày cái công việc này thì chúng ta sẽ có tiền. Và nếu như có băn khoăn hay thắc mắc gì, không hiểu chỗ nào thì chúng ta có thể là để lại bình luận bên dưới của video thì tôi sẽ giải đáp các bạn để hướng dẫn cho các bạn có thể kiếm được tiền từ cái trang web này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung hướng dẫn tiếp theo của mình. Và chúc các bạn kiếm được thật nhiều tiền từ trang web này.